Vâng, hàng đẹp như mới nha bác. Đây là những con bao Mỹ đẩy công suất Mỹ, phục vụ các bác là những sản phẩm hàng tuyển chọn. Thì đây là một con Crown S3 vương miện này các bác, với một con Crown CE 2000 và một con Carver BM 700 đấy, vừa cập bến trong ngày nay. Thì các bác thấy độ mới nó gọi là quá mới để các bác chơi. Các bác nào mình sưu tầm thì alo cho em Chiến nhé. Con Crown CE 2000 vẫn giá là 10 triệu 500. Tất cả những sản phẩm mà các bác mua đẩy phục vụ nghi nhạc và hát hò để ghép nối với những cặp loa full, cặp loa boss, cặp loa BNB, những cặp loa mà vừa nghi nhạc vừa hát karaoke để giải trí gia đình những lúc rảnh rỗi, thì được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Khi mình mua một con đẩy như thế này được tặng kèm một bộ dây ba lăng, và giá bên em thì cân đối cũng đã bao ship cho các bác rồi. Tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 300 ngàn, dây bả nhật Canred. Rồi đi vào nội dung chính là ba con đẩy này, hàng em dạy và tuyển rất là đẹp. Con này là con CE 2000 nha các bác, rất là mới nha, hai volume trước. Hàng made in USA, xuất cho thị trường châu Âu, 230V. Những dòng này thì dòng lớn rồi, chạy 24 sò Mỹ nha các bác, 24 con, 1200W nha. Này, mỗi vé là 16 con. Đẹp thiếu sốt nha, quá đẹp luôn. Thì nó cũng giống như con S3, nhưng mà dòng series S3 thì nó đắt hơn nha các bác, tại vì nó hiếm hơn. Đấy, series S3 cũng là 24 sò, 1200W. Thì phía sau của những dòng này nó sẽ có quạt từ tản nhiệt rất là êm, các bác nghe nhạc và hát karaoke rất là ok. Trang bị là cầu loa chuyên nghiệp và cầu loa mó chim bắp chuối, mạch in USA, AC 230V, cực kỳ tiện lợi cho chúng ta chơi gia đình nha. Con này giá 11 triệu nha các bác, bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá 300 ngàn. Crown S3 là 11 triệu. Đây các bác thấy độ mới đó này, đạt tiêu chuẩn là nghi hai bài đẹp nha các bác. Và con Crown S3 cũng vậy, cực đẹp cực mới cho các bác nha. Con này thì 10 triệu 5, rỉ hơn con S3 500 ngàn nha các bác, đều là 1200W hết. Và đi đến con Carver BM 700, con này 1300W, giá là 11 triệu 500 ngàn. 11 triệu 500 ngàn Carver BM 700. Thì con này có biết có biển bản bản gốc nó từ đâu không? Nó là con boss 1600 series 6 nha các bác. Đây, 2 4 6 8 10 20 sò. Đấy. Nó là boss 1600 series 6, nhưng mà các bác khi các bác mua con boss 1600 series 6 thì nó dao động khoảng nè khoảng 14 triệu rồi. Đấy, nhưng mà cái logo cover lại nó là rẻ hơn cho các bác mấy triệu luôn nha. Mic keng các bác thấy tầng phô này. Các bác thấy tầng phô mới đẹp đúng không? Nó sử dụng sò Toshiba nha các bác, mã 302 và 281 là dòng sò cực kỳ nổi tiếng của Toshiba, được trang bị trên những con đẩy và những con ly có công suất lớn nha. Đây, 1300W, 220-240V, made in USA. Những con này chúng ta có thể chuyển cầu điện được 100V, 120 nha các bác. Chuyển cầu ở chỗ này này, này. Tại vì nó sản xuất ra là đã 4 cầu điện rồi, thị trường châu Âu thì nó sẽ rút ra, nó kém qua chỗ nào nó sẽ chuyển thành là điện 240 230, còn ở thị trường Nhật thì nó kém, nó chuyển qua thành điện 100 100V, còn thị trường Mỹ thì 120 vậy đó. Con này 11 triệu 5 nha các bác, vẫn giá ổn định cho các bác nha, và rất là đẹp luôn nha. Này, cover BM 70, BM 700, dòng Pro chữ đỏ, hai volume trước, 1300W, đánh 20 sò Toshiba, giá 11 năm. Còn các bác chơi Crown S3 là 11 triệu, còn Crown CE 2000A là 10 triệu rưỡi, đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng, và giá trên đã bao gồm phí ship, là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng để phục vụ các bác vừa tiến đồ là nghi hay trưng bày đẹp. Đặt tiêu chí là nghi, ngắm, nhìn, trưng bày, vân vân. Rồi, bác nào mình yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha, và để được cập nhật những video mới nhất. 0978338114 hay là 0965777, em giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác yêu thích hàng xịn.